Ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo đối tượng ở trong model. Thì trong cái thiết kế của chúng ta bây giờ thì đang có 6 đối tượng này. 6 đối tượng tương ứng các thuộc tính này. Và bây giờ thì trong từng thằng một này thì tôi sẽ tạo các đối tượng tương ứng. Đấy, tôi tạo tương ứng. Cách tạo thì đơn giản thôi, chúng ta click cái model này, chuột phải này. Tạo class này. New class này. Chẳng hạn tôi tạo một class mới đi. Ở đây đó là login.cs. Đấy. Và cách làm thì đơn giản thôi, chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ dùng props. Rồi, in. Tôi sẽ đổi là string. Đây đó là username. Và sau đó thằng thứ hai chúng ta sẽ là mật khẩu. String password. Đó, có thể thêm một thuộc tính thứ ba, đó là public. Remember. Đó, ok. Thì các bạn sẽ làm lần lượt các thuộc tính của chúng ta thôi. Điểm này, giảng viên này, lớp học này, môn học này, sinh viên này, user này. Thì các thuộc tính thì các bạn sẽ dựa vào cái bảng này chúng ta làm. Vừa rồi tôi tạo thêm một cái đối tượng login. Đối tượng login để chúng ta làm việc. Đó. Và bây giờ tôi đã tạo xong cái model. Tạo xong model rồi. Thì chúng ta bắt đầu sang phần thứ hai là chúng ta tạo các cái dịch vụ. Tạo các dịch vụ. Thì như phần trước thôi, cái phần dịch vụ của chúng ta thì sao? Thì chúng ta sẽ làm đa kế thừa, rồi thì làm trừu tượng hóa, rồi thì làm đa hình, vân vân. Để làm được như vậy thì đầu tiên là tôi tạo folder này. Folder đầu tiên của tôi đó là các cái class ấy. Tôi sẽ là implement, tức là các cái lớp triển khai. Đây là một cái folder. Folder thứ hai là các cái interface của tôi sẽ triển khai. Rồi, phải có hai thằng thôi. Với cái thằng implement class thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái lớp cha, là một lớp abstract. Để làm gì? Để cho tất cả các lớp con nó kế thừa, và lúc này lớp con nó bắt buộc phải implement cái lớp cha ra. Đấy, đầu tiên tôi tạo ra một cái class cha. Đấy, đó là super class. Thêm một cái từ khóa abstract vào đây. Thì đại diện cho đây là một cái lớp trừu tượng. Và bên trong thì như tôi đã giảng cho các bạn, bên trong cái phần trừu tượng hóa này thì chúng ta sẽ làm các cái phương thức mà ảnh hưởng đến dữ liệu. Ví dụ như thêm, cập nhật, xóa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì tôi sẽ làm trừu tượng ở đây. Model. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là tôi cứ abstract đã. Abstract ở đây sẽ là public. Public. Và chúng ta sẽ thêm một cái thằng void grid. Và trong này phải đây cho thằng model đi. Nhiều bạn bảo thế ơi, cái thằng model này là cái gì? Thằng này là cái gì? Thì đây, các bạn lưu ý này. Cái thằng super class này thì nó dùng cho nhiều thằng đúng không? Thì bây giờ, ví dụ như tôi tạo cho thằng sinh viên thì tôi phải truyền thông tin của sinh viên vào để tạo chứ, đúng không? Tôi tạo cho giảng viên thì phải truyền thông tin của giảng viên vào để tạo. Tạo cho môn học thì phải truyền thông tin của môn học để tạo. Nhưng tôi làm sao biết để tôi truyền thông tin vào? Thì chúng ta dùng một cái thằng đây. Đó chính là đa hình. Tôi sẽ cần một cái dữ liệu để tôi truyền vào. Và cái dữ liệu đấy sẽ được lấy khi mà bạn triển khai ra từ lớp con.
Ví dụ bây giờ tôi sẽ create tạo đúng không? Thì tôi sẽ tạo một cái và truyền nó trong một cái tham số model. Thì khi tạo sinh viên thì tôi sẽ truyền vào một thằng sinh viên. Khi làm giảng viên thì truyền vào một thằng giảng viên, và khi làm môn học thì truyền vào một thằng môn học. Đó chính là đa hình. Tương tự như vậy, object public void, ở đây chúng ta có thể đó là update. Đấy, tương tự như vậy chúng ta cũng update một thằng model. Và thứ ba đó là object public void delete, và chỗ này thì chúng ta không cần dùng thằng này mà chúng ta chỉ cần in id. Thì đây là ba cái thằng mà chúng ta hay dùng class để làm việc, và chúng ta sẽ dùng là object class. Rồi, ok. Đó như thế này, đơn giản như thế này thôi. Rồi, sau khi mà tôi đã làm thằng super rồi thì tôi sẽ làm thử với một thằng cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Bây giờ tôi sẽ làm với thằng sinh viên nhá. Đấy, ok. Chúng ta sẽ thêm một class nào. Đó là ở đây chúng ta sẽ là sinh viên service. Nhớ nhá, sinh viên service.cs. Thì thằng này làm gì? Đầu tiên nó phải kế thừa là thằng super class, và truyền vào đây cho nó một cái đó là student. Nó bảo là gì? Thằng lên pay student này nó không hiểu. Lý do là gì? Chúng ta đang làm việc trực tiếp ở trong thằng service này, mà bây giờ chúng ta muốn làm việc với thằng student đây đúng không? Sinh viên đây đúng không? Đấy, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải using nào đã. Using, using cái gì? Using cái đây, chúng ta sẽ sửa lại thằng này thành thằng sinh viên này. Ok. Thì thằng sinh viên này nó bảo là không có, vì vậy chúng ta sẽ phải using đến thằng model chấm chấm đến gì chấm đến hết rồi, chấm đến model thôi, chấm phẩy. Đấy, như vậy thì thằng sinh viên nó đã gì, đã có, được chưa? Như vậy là lỗi về sinh viên đúng không, là không có cái kiểu sinh viên. Thì bây giờ chúng ta đã có kiểu sinh viên rồi, đã có kiểu sinh viên, và thằng sinh viên này là cái thông tin chúng ta lấy được ở đây này, nó đây này. Đã, ở đây. Vậy là ban đầu khi mà chúng ta làm super thì tôi khai báo là một cái model, tức là truyền vào đây cho tôi một cái đối tượng để tôi làm việc. Còn khi mà chúng ta làm thằng mà kế thừa thì chúng ta phải chỉ định nó là cái thằng model đấy là cái gì. Thì đây là model là sinh viên, và thằng sinh viên này của chúng ta thì nó đã tách ra ở trong cái thằng gì, thằng model rồi đúng không? Vì vậy là chúng ta phải using cái model thì chúng ta mới dùng được. Và nếu như bạn using model rồi mà vẫn báo lỗi thì chứng tỏ là bạn chưa tham chiếu thằng service này sang thằng model. Bạn chưa làm cái câu lệnh reference lúc nãy tôi làm cho các bạn. Thì nếu như các bạn mà không làm reference thì nó cũng không tham chiếu được, cũng không using được nha. Chúng ta muốn using được project thì chúng ta phải reference trước, sau đó chúng ta mới using. Rồi, thằng này báo lỗi này. Nó bảo là gì? Cái class sinh viên này nó đang chưa triển khai các cái member của Attract, vì vậy là báo lỗi đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ phải triển khai nào. Rồi, ok. Thì làm gì đầu tiên nào? Thì đây chúng ta sẽ thấy là có ba cái phương thức đúng không? Đấy, thì ta sẽ viết nó ra thôi. Vậy là sẽ là public gì? Overrider void đúng không? Void create sinh viên model. Tương tự như vậy, public overrider void update sinh viên model. Và cuối cùng là public void delete enter id. Chúng ta đây này, xem cái việc này cho nó đủ bộ. Như vậy là chúng ta bắt buộc phải triển khai tại ba thằng này ở đây. Triển khai ra. Để làm gì? Đã là lớp abstract thì thằng con phải triển khai đủ. Đấy, nếu không thì đây nó sẽ báo lỗi thằng này. Chẳng hạn tôi xóa đi này. Đấy, báo lỗi này. Đấy, thằng này nó vẫn đang còn thiếu mất một cái, đó là delete.
đang thiếu một cái, đó là gì? Member super class sinh viên chấm delete in. Đấy, nó báo lỗi. Đây bạn nhìn này, nó báo lỗi cho bạn luôn này. Vậy là bạn đang thiếu mất một cái phương thức là delete, đúng không? Reset lại một chút, reset lại. Đấy, hết lỗi luôn. Đấy. Khi mà chúng ta triển khai đủ phương thức thì nó sẽ hết lỗi. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục viết interface. Tôi cũng tạo một class. Ở đây đó cũng là gì? Super interface. À. Nhầm rồi đấy. Đâu rồi? Nó không ra vậy? Ô, what? Chịu. Nó muốn nghỉ rồi sao ấy? Lạ thật, đặt tên cái không nhận. Có chứ. Ờ, thế này lại được. Đùa, quá đáng. Ở bên ngoài thì là tính chất được ờ, này cho là ES luôn. Ờ, hơi quá đáng tí. Rồi, ok. Nhưng từ thằng kia, chúng ta cũng truyền vào đây. Và lúc này thì chúng ta truyền là V. V đại diện ở đây là view. View. Trước là model, đại diện cho là mô hình dữ liệu. View nó sẽ khác mô hình dữ liệu. Thì chúng ta làm nhỏ thôi, vậy tôi sẽ không tách thằng model ra. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên này, chúng ta sẽ phải xem những thằng nào mà chúng ta sẽ cần phải dùng chung. Ví dụ như là hiển thị all này, thằng nào cũng có. Hiển thị theo tên, hiển thị theo ID, thằng nào cũng có. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có là gì? Một là hiển thị all đúng không? List về guest all. Một thằng. Hai là về guest by ID. Hai thằng. Ba là về guest by date. Ba thằng. Đây là lấy tất cả, lấy theo tên và lấy theo ID. Lấy theo tên thì chúng ta không thể dùng về được. Lấy theo tên các bạn có thể dùng về được. Ờ, trong trường hợp là tên là duy nhất. Còn nếu không phải tên là duy nhất thì chúng ta bắt buộc phải dùng list. Đó. Thì đây là super. Ờ, thì cái này chúng ta đã hết đâu, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy còn rất nhiều nữa. Thằng sinh viên nó còn gì? Hiển thị theo tên này, hiển thị ID này, sắp xếp này, theo tên này, theo ID này, tìm kiếm theo email, theo quê, vân vân và mây mây. Thì sao? Thì những cái thằng còn lại là chuyên biệt cho một mình cái thằng sinh viên thôi. Thì sao? Thì chúng ta lại tạo một cái interface nữa. Rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có cái thằng kiểu trả về, cũng vẫn là về. Và chỗ này đó là list về. So source by chúng ta ở đây sẽ là source by theo địa chỉ. Tương tự như vậy chúng ta sẽ còn những thứ khác như là theo tên, theo ID, theo tìm kiếm, theo email. Vậy thì chúng ta sẽ có gì? Đây sẽ là list về.
source by claim source by email và cái gì được không, tìm kiếm email quê rồi theo load cái quê đi. Ok, đấy. Thì đây chúng ta đã có hai cái, một cái là dùng chung tất cả các cái class chúng ta đều có là get own, get by id, get by name. Một cái là chỉ có thằng sinh viên có, ví dụ như show sort by địa chỉ, search by name, rồi thì search by email, rồi thì search by địa chỉ. Đấy. Sort theo địa chỉ và search theo địa chỉ là cái khác nhau. Và bây giờ thằng sinh viên lại kế thừa. Phẩy một cái. Ở chỗ này đó sẽ là ES. Và truyền vào đây. Sinh viên. Thứ hai là y sinh viên. Rồi, hai thằng này đều lỗi cả. Đó bảo là gì đây? Thằng ES này không thấy. Vậy chúng ta lại phải using. Using đến gì? Đến service chấm if len class nhầm rồi. Enter. Rồi, sau đó tương tự như vậy. Nó bảo gì đây? Bây giờ nó lại bảo là gì? Cái thằng sinh viên service nó đang chưa triển khai các cái member của thằng ES và chưa triển khai các member của thằng y sinh viên, đúng không? Tức là lúc này nó đã nhận rồi. Nó nhận rồi nhưng nó chưa triển khai ra. Vì vậy nó vẫn lỗi. Ở chỗ này tương tự như vậy, chúng ta sẽ phải là public. Chỗ này sẽ là list. Lưu ý nhá, triển khai của thằng interface thì không cần override. Sinh viên guest get on đấy, chậm, một thằng thu đi hết lỗi, tương tự như vậy copy thôi. Rồi một thằng là get on rồi. Thằng là chúng ta sẽ xem thằng ES, chúng ta còn một thằng là get by lên, vẫn là thằng đấy. Rồi. Sau đó là đến lượt là một thằng sinh viên trả về. Get by ID. Rồi, nếu như tôi viết như này thì đang có vấn đề. Một get own thì dễ rồi đúng không? Lấy tất mà. Nhưng get by ID phải truyền vào đây một cái int ID. Get by name thì truyền vào đây một cái string name. Đúng không? Truyền vào thì mới tìm được chứ. Đúng không? Chỗ này này, chỗ ES này thì phải truyền vào một cái ID và một cái name để chúng ta lấy. Lấy theo ID thì phải truyền vào ID vào. Lấy theo tên thì truyền tên vào. Thì vậy bên này tương tự như vậy, chỗ này get own thì không sao cả. Get on thì không sao. Get by name thì là string name. Get by id thì int id. Rồi tiếp tục như vậy bên thằng này. Show sort by địa chỉ thì là string địa chỉ. Sort by name thì string name. Sort by email thì string email. Tương tự như vậy string địa chỉ. Đó. Thì chúng ta phải truyền giá trị vào thì nó mới nhận được. Vậy chỗ này là chúng ta sẽ là sort by đúng không? Sort by copy cho đúng tên đi. Đấy. Rồi.
một thằng hai thằng nhầm có thiếu chúng ta sẽ phải là có list nữa. Tương tự như vậy với thằng dưới email. Nhanh không? Nhanh, quá nhanh luôn. Còn một thằng cuối cùng. Đấy, xong. Tôi chưa triển khai cái gì cả. Tôi mới chỉ làm mỗi cái nội dung liên quan đến vỏ.